Đủ du lên mà đổ thế kia thấy không ra đường. Đổ thế này à? Ừ. Thế thôi, nhưng mà để ngựa mới để voi hết nhiều chỗ lắm. To hơn ngựa thật. To hơn nhiều. Từ cấp 3. To hơn ngựa thật. Không, cái là ngựa cỏ là nó phải to gấp đôi thật. Nhưng mà cái con ngựa to ấy thì chỉ to hơn tí thôi. Cao lắm, cho với không đến đầu cơ. Phải tầm 2 mét. Bắt đầu bằng mặt nhà phi, mặt phi phát cháy cái răng này rồi. Hóa. Cái Lâm cháu chở cho đội Lào bà Sáu bà làm lễ mà chở một con xe 5 tấn của Dương mà còn cao hơn đâu. Chứ cao hơn cái thành sắt sâu thôi cơ mà. Nhiều người cao thế. Dạ. Cái gì cơ? Hoài hoài cái gì vậy bác Thanh?